chào mọi người. Ngày hôm nay nhà mình cô đơn quá, không có ai nghe, mình ở đây buồn. Thôi, mình làm một cái món gọi là dân dã, đơn giản cho mọi người ha. Chúng ta có một ít nếp mình đã ngâm rồi. Đây, cho mọi người coi. Thấy không? Ngâm nửa ngày rồi đó. Mục đích là ngâm cho nó, nấu cho nó dẻo và nó mau, mau mềm. Cho đây một ít dầu ô liu. Ai không có dầu ô liu thì xài dầu thường nha. Thả này vô. Rồi, coi này đó. Để nó đây. Xong đổ sôi vào đây. Hơi bốc lên cao, nó đọng lại trong đây, nó chín. Đơn giản vậy. Sau này mình sang với lại thịt xíu nên mình sẽ mua một ít thịt ba chỉ. Mình sẽ làm đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ ướp thịt xíu. Nước tương. Món này mình chỉ nước tương thôi nha, không có nước mắm nha. Mật ong. Ủ vị hương. Ít thôi nha, nhiều quá nó đắng à. Rồi, ướp 10 phút. Trong thời gian mình chờ đợi cái thịt nó ngấm và cái xôi nó chín thì mình làm hành phi để đang bỏ lên trên mình ăn cho nó ngon. Cái này là phải quậy liên tục nha. Bây giờ mình sẽ bỏ thịt vô đây mình chiên. Nhớ là lấy cái tỏi ướp ra khỏi thịt để cho nó cháy nha. Trong thời gian chiên thịt chờ đợi thì mình chiên lạp xưởng luôn. Đây, bây giờ nó gần khô rồi, đợi cho nó khô một tí. Ồ, thấy thịt đã chưa? Đã chưa?
chưa? Ê, lập xưởng được rồi kìa, lập xưởng được rồi kìa. Ô đó, giờ cho miếng dầu vô, không để nó cháy. Đó, rồi bây giờ mình áo lớp dầu vô là nó sẽ vàng. Giai đoạn này phải liên tục nha. Tỏi vào trong chảo nè, bỏ hết đi, không là để mình nấu sẽ bị đắng. Giờ mình bỏ vô lại. Sau khi chúng ta vớt hết cái tỏi mà mình vụt nó cho nó khỏi cháy á, rồi mình trở lại lần nữa nè. Chua là không xài được. Vô. Nha, vẫn còn nha. Sau khi em bỏ nó vô, cái nước ướp thịt đó, nước ướp thịt đó, trong này có nước tương rồi đó, bỏ hết vô đây. Rồi bắt đầu chúng ta rim. Thưa quý vị thân mến, sau khi mình làm mọi thứ rồi, trong thời gian mình chờ cho cái thịt chiếu nó chín thì mình sẽ làm một chén nước mắm để mình pha nước thịt xíu thành một nồi nước sốt. Để thêm chút xíu nước. Nước mắm. Rồi. Tí nữa chúng ta chỉ cần trộn cái nước xíu đó vô là thành cái nước sốt cay cay, ngọt ngọt, thơm thơm, béo béo. Wow, có lá chuối lợi hại kìa. Sau mình để cái lá chuối ở trên á, nó ra cái mùi quê á, đã lắm. Ok rồi, mình sẽ cho một ít giấm thôi mọi người. Ít thôi nha. Rồi, mọi
đẹp lên. Chúng ta thấy là cái thịt hiện tại là chuẩn bị xong rồi nè, đang rất là lên màu rất là đẹp luôn, rất là ok luôn nha mọi người. Rất là đẹp màu nha. Mày ăn xôi ăn bánh mì đều tuyệt vời nha. Quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái nước sốt nè. Đây, múc vô đây, tạo ra một nước sốt. Chan bánh mì cũng được, ăn xôi cũng được, rất là ok. Ok. Như bà chỉ nè, 1, 2, 3, 4, thấy không? 1, 2, 3, 4. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là đã chuẩn bị xong tất cả, bây giờ chỉ có lên món thôi. Có một gói xôi miền quê.